dây sẽ cắt quả thật vào đồ chơi nhá. Nào chúng mình bắt đầu thôi. Dây nào con? 1, 2, 3 mẹ có quả táo thật đây, quả táo gala thật đây các bạn ơi. Hết mặt rồi đây. Được không? Bổ ra nha. Wow, quả táo của mẹ đây, ngon quá. Wow, bên trong cũng có là màu vàng. Ok, bây giờ mẹ sẽ cắt ra, mời bạn Tây ăn thử nha. Đây là quả xoài thạch đấy các bạn ơi. Tôi sẽ rơi cho các bạn xem. Quả xoài thạch đây. Còn mẹ là quả xoài thật này, có cả cuống này. Không thái được. Để ăn nha mình nha. Còn ok ăn, wow. Wow. Ngon không con? Ngon mẹ. Mẹ ăn thử xem nào. Mẹ sẽ dùng cái dao này để cắt cái quả xoài này xem ăn nó như thế nào nhá. Ok. Tôi xem thử đi. Cắn thử một miếng nào. Ngon không con? Ngon quá. Cái hai cái này cái nào ngon hơn hả con? Đấy con ăn đi. Ăn một miếng nữa đi. Đổi nhá. Nào đổ người nhẹ cho Hello Kitty nha. Nào mình bắt đầu nào. 1, 2, 3 bắt đầu. Wow, đây là một thùng nho. Đây là một quả nho. Thùng nho đồ chơi. Thùng nho đồ chơi. Đúng rồi, còn của mẹ là thùng nho thật đây các bạn ơi. Đây như con này. Bạn Dâu Tây cũng có thùng nho. Nhưng mà thùng nho của bạn Dâu Tây màu gì? Con của mẹ màu gì? Đúng. À đúng rồi, chúng mình sẽ ăn thử nhá. Wow, bên trong có một cái tím các bạn ơi. Các đúng bạn rồi, ơi. Đây quả nho đây. Ngon không? Có. Ngon. Đây, mẹ cũng ăn một quả nho nhé. Mẹ thích ăn nho. Mẹ rất thích ăn nho các bạn ơi. Các bạn có thích ăn nho không? Rồi. Bây giờ tôi sẽ chọn cái nào? Con sẽ chọn mèo Hello Kitty. Hello Kitty à? Mẹ sẽ chọn người nhẹ. Nào. 1, 2, 3 Wow. Wow, quả gì đấy con? Quả chanh mẹ ơi. Đúng rồi, đây là quả chanh. Wow. Quả chanh màu xanh. Quả chanh của Dâu Tây có vị gì? Dâu Tây sẽ cắt ra nha. Mẹ cũng sẽ cắt ra nha. Là chanh đào đúng không? Đào. Của mẹ là chanh bắt nước. Đây các bạn có nhìn thấy không? Đó. Chúng mình sẽ nếm thử xem vị quả chanh này như thế nào nhá. Có thể nếm thử bên này. Gì con? Chua. Chua đúng rồi. Chua này hay để bắt nước để uống đấy. Mẹ sẽ nếm thử nhá. Chua quá. Ok, mẹ sẽ chọn mèo Hello Kitty nha.
Quả gì đây? Quả cam. Quả cam. Của con là quả gì? Quả cam thạch. Đúng không? Giờ cho các bạn xem quả cam thạch của con ạ. Đây, quả cam thạch của bạn dâu tây đây. Ở trong này có rất là nhiều thạch đấy các bạn ạ. Đó, quả này quả cam nhá. Con của mẹ là quả cam gì đây? Cam đồ chơi. Đúng rồi, mẹ sẽ dùng cái dao đồ chơi này để mẹ cắt quả cam này nhá. À, phải cắt như này nhá. Cho mẹ ăn cùng nhá. Ok. Wow. Ngon quá. Ngon quá. Mùi rất là thơm. Cam của mẹ không ăn được đâu các bạn ạ. Cam này của mình chỉ để chơi thôi. Còn cam của bạn dâu tây ăn được đấy. Bạn đang ăn rất là nhiệt tình luôn. Mẹ ơi, cho được không? Trong một rau câu thạch. Ngon quá. Yeah. 1, 2, 3. Ô mẹ thắng. Mẹ sẽ chọn bên nào? Mười nhện đi. Ừ, mười nhện nhá. Mười nhện. Mười nhện. Bạn có thấy lúc nào bạn ấy cũng thích mèo Hello Kitty các bạn ạ. Wow. Ủa mẹ là quả ớt. Quả ớt thật này. Quả ớt thật cay không? Là mường đâu. Quả dâu tây là quả ớt đồ chơi à? Yeah. Quả ớt này có vị gì? Cay. Cay. À, cay con có ăn được không? Cắn thử nào. Mẹ sẽ bẻ ra xem nó thế nào nhá. Wow. Đây. Cay lắm. Không gì á. Dâu tây nhá. Không. Dâu tây cay. Wow, bên trong là màu đỏ. Đúng rồi, bên trong quả ớt của bà dâu tây màu đỏ đấy các bạn ạ. Ừ, mẹ cay ớt là cay luôn. Ừ, của mẹ cay lắm các bạn ơi. Đây là hai quả ớt này chỉ để nấu canh thôi con ạ. Đúng không? Đúng rồi, mẹ đĩa đi. Mẹ thắng. Mẹ chọn người nhện. Nha. 1, 2, 3. Wow. 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 Mẹ xem của mẹ đây. Wow. Đó là một quả dưa hấu. Wow, quả dưa hấu của mẹ to quá. Rồi, dâu tây sẽ cắt ra. Mẹ cũng sẽ cắt ra. Cắt đầu nào đây ta? Mẹ sẽ cắt đầu này nha. Ui, chặt quá. Wow, bên trong nó màu đỏ. Wow, bên trong của mẹ cũng màu đỏ đây con ơi. Đó. Mình sẽ bổ ra để ăn nhá. Quả của con có ăn được không? Nào. Con không ăn được. Đây, của mẹ đây. Mình sẽ mời con ăn. Con thấy của mẹ. Tô. Quả gì con? Quả dưa hấu. Đúng không? Quả dưa hấu này rất thích hợp ăn mùa hè đấy các bạn ạ. Ngon quá. Mẹ thích ăn quả dưa hấu này. Chị thích ăn quả xoài cho con. Ngon quá. Ok, mẹ con mình sẽ ăn thử quả chuối đi nhé. Và hoa quả đồ chơi của bạn dâu tây và mẹ đến đây là hết rồi. Mẹ gặp lại.